Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 21 tháng 12 năm nhâm dần, tại kênh 10 Long, ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang kết hợp với chính quyền địa phương cùng nhà tài trợ đã tổ chức buổi lễ khánh thành cầu Bình Minh tải ba, cầu kênh 10 Long và phát quà từ thiện nhân dịp xuân quý mão 2023 tham dự buổi lễ khánh thành có Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Chánh, chánh văn phòng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Huỳnh Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kho vận tải Bình Minh thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cấp chính quyền địa phương sở tại và bà con nhân dân đồng tham dự. Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam là một trong những xã vùng sâu vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc đi lại của người dân còn nhiều khó khăn do sông ngòi bao quanh. Qua đó cũng gửi lời cảm ơn đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh với sự chung tay của Đại đức Thích Tuệ Giải và Quý Mạnh Thường Quân trên địa bàn huyện Gò Quao đã có rất nhiều cây cầu giao thông nông thôn tạm bờ được thay thế bằng cầu bê tông chắc chắn. Được biết, cầu Bình Minh Tải 3 được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 và hoàn thành vào ngày 12 tháng 1 năm 2023. Sau một tháng thi công, cây cầu đã được đưa vào sử dụng. Cây cầu được làm bằng chất liệu bê tông cốt thép kiên cố rộng 2,7 m và dài 17m với tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có công xây dựng cầu. Tiếp đến là nghi thức các băng khánh thành cầu Bình Minh Tải Ba trong niềm hoan hỷ vui mừng của người dân. Cũng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 đang đến gần, đoàn ban trị sự tỉnh đã kết hợp cùng chính quyền địa phương và quý mạnh thường quân tổ chức phát 50 phần quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết. Tại đây, đoàn đã trao tặng 50 phần quà đến tận tay bà con tại xã Vĩnh Hòa Hương Nam. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì và một bao thư tiền mặt 300.000 đồng. Trị giá mỗi phần là 500.000 đồng. Tổng giá trị của buổi phát quà là 25 triệu đồng.